thức mọi côn trùng, động vật phá hoại, nâng cao năng suất cho mùa màng bội thu. Giải pháp tiến bộ được áp dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp hiện nay. Ruồi vàng đục trái, sâu đục trái, rầy rệp hay các tác nhân gây hại quả khác như chim, chuột luôn là nỗi ám ảnh đối với bà con nông dân trồng trọt. Hậu quả mà chúng để lại vô cùng nghiêm trọng, việc phòng trừ cũng trở nên hết sức khó khăn. Đông đảo bà con nông dân chọn giải pháp phun thuốc hóa học nhưng hiệu quả không được như mong muốn do chi phí cao, ô nhiễm môi trường và sản phẩm thu hoạch không đáp ứng được nhu cầu về chất lượng cũng như tính an toàn. Khu vườn mini xin chia sẻ đến các bạn túi bao trái. Một giải pháp tối ưu nhất giúp đạt nông sản sạch một cách an toàn nhất, hạn chế được tối đa các xâm hại bên ngoài, ngăn chặn côn trùng, động vật chích phá. Túi bao trái là một kỹ thuật tiến bộ được áp dụng trong sản xuất nông nghiệp hiện nay. Túi bao trái đa dạng kích thước được sử dụng trên hầu hết các loại trái cây, nông sản như ổi, xoài, bưởi, nho, mít, buồn chuối, cà chua, v.v. Không chỉ đơn giản là giúp trái cây tránh bị rám nắng, túi được sản xuất bằng chất liệu và dây chuyền hiện đại, độ dày phù hợp giúp bao bọc trái tránh khỏi sự chích hút của các loại côn trùng nhưng vẫn đủ thông thoáng, có thể quan sát được biến đổi màu sắc, quá trình phát triển của trái, không ảnh hưởng đến sự quang hợp, giúp trái vẫn lớn tự nhiên, vỏ đẹp và chất lượng bậc nhất. Đặc biệt, túi không đọng nước, tái sử dụng được nhiều mùa giúp bà con tiết kiệm chi phí tối đa. Việc sử dụng túi bao trái khiến công chăm sóc của bà con trở nên nhẹ nhàng hơn, không cần sử dụng thêm bất cứ thuốc trừ sâu nào, chỉ cần bổ sung nước tưới và bón phân đầy đủ. Túi bao trái, giải pháp hoàn hảo nhất giúp bà con nông dân bảo vệ mùa màng.